Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Hà Thanh Xuân nói gì trước thông tin là vợ sắp cưới của Quang Lê? Cả Hà Thanh Xuân và Quang Lê đều lấp lẫn trước tin đồn đang yêu nhau. Trong khi nữ ca sĩ chia sẻ cô xem đàn anh tri kỷ, thì Quang Lê khẳng định có thể yêu Hà Thanh Xuân ngoài đời. Thời gian qua, Quang Lê và Hà Thanh Xuân thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Trên sân khấu không chỉ song ca ăn ý, hai nghệ sĩ còn thể hiện nhiều cử chỉ thân mật. Hay với những khoảnh khắc đời thường, Quang Lê không ngần ngại xin hôn nữ ca sĩ và sẵn sàng đưa thẻ tín dụng cho cô dùng. Trước mối quan hệ thân thiết giữa hai nghệ sĩ, nhiều lời đồn đoán rằng cả hai không chỉ dừng ở mức tình bạn. Mới đây, trên trang YouTube của Hà Thanh Xuân, nữ ca sĩ đăng tải một đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện giữa cô và Quang Lê. Hà Thanh Xuân cũng lên tiếng trước thông tin là vợ sắp cưới của Quang Lê. Cụ thể, khi nhận được câu hỏi có phải Quang Lê và Hà Thanh Xuân đang yêu nhau, nữ ca sĩ bật cười và cho biết mình thích câu hỏi này. Giọng ca Tình Là Sợ Tơ nói rằng cô vui vì được khán giả quan tâm đến cuộc sống của mình và đồng nghiệp. Cô bày tỏ, thời gian gần đây hai anh em hay đi diễn chung và có những vlog rất đời thường, khán giả theo dõi rất nhiều. Vì sao tôi vui khi có câu hỏi này? Vì ngay cả chính tôi cũng bất ngờ nữa. Mọi người còn nói Hà Thanh Xuân là vợ sắp cưới của nam ca sĩ Quang Lê. Thôi anh Quang Lê nói đi. Trước tình huống này, giọng ca Sầu Tím Thiệp Hồng liền giải thích. Cái này mọi người phải hỏi tổ quản lý trang YouTube của tôi. Tự nhiên quản lý đi quay câu chuyện tôi và Hà Thanh Xuân đi chơi, đăng lên YouTube rồi đặt tiêu đề vợ sắp cưới của Quang Lê. Lúc đó tôi không biết gì, như kiểu từ trên trời rơi xuống. Về phía mình, Hà Thanh Xuân tỏ ra thoải mái. Điều tôi vui là khán giả không chỉ dành sự quan tâm đặc biệt cho anh Quang Lê, mà còn cho Hà Thanh Xuân nữa. Tôi nghĩ điều đó cũng tốt mà. Tiếp lời, Quang Lê khẳng định, nhưng tôi phải xác nhận một điều luôn. Hà Thanh Xuân có thể yêu tôi trên sân khấu, còn tôi có thể yêu Hà Thanh Xuân ở ngoài đời. Chia sẻ này khiến nữ ca sĩ hải ngoại bối rối và nói thêm rằng cô xem Quang Lê như tri kỷ của mình. Cũng trong clip, Hà Thanh Xuân chia sẻ về những khoảng thời gian về Việt Nam sinh sống. Nữ ca sĩ cho biết lúc mới trở về đây một năm trước, cô thấy lo lắng về tình hình dịch Covid-19. Mọi thứ thay đổi quá nhanh khiến cô phân vân nên về Mỹ hay ở Việt Nam. Nhưng sau khi lời động viên từ gia đình, Hà Thanh Xuân yên tâm và quyết định ở lại. Nhờ ở Việt Nam tôi mới gặp được người anh đồng nghiệp thân thiết, dễ thương là anh Quang Lê. Chính anh Quang Lê là người đã kiếm show cho tôi đi hát, rồi quay MV chung với nhau. Bài đó ra, tôi nghe hay quá rồi, cũng lấy luôn làm bài của mình, mà anh Quang Lê không nói câu gì hết. Anh ấy hiền lắm, cô kể. Hà Thanh Xuân và Quang Lê đã quen biết nhau từ lâu khi hoạt động sân khấu ở hải ngoại. Nói về mối lương duyên, cùng giọng ca về đau mái tóc người thương, Hà Thanh Xuân chia sẻ nam ca sĩ vừa là người bạn, người anh, người tri kỷ và là người đã giúp đỡ cô trong suốt thời gian ở Việt Nam vừa qua. Quang Lê rất nhiệt tình, còn thường xuyên dạy nữ ca sĩ hát. Hà Thanh Xuân sinh năm 1988 tại thành phố Hồ Chí Minh, từng đoạt giải tư tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 2005. Cô sang Mỹ định cư và hoạt động nghệ thuật hơn 10 năm nay. Năm 2017, cô từng về Việt Nam đảm nhận vai cố nghệ sĩ cải lương Thanh Nga trong live show của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.